Bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào để tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ, hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk các chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ tiến sĩ chắc chục năm nữa. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn, một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À, hiện tại là đang ở thành Sài Gòn một. Dạ. Năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. À, ráng đợi một năm đi rồi mình sẽ về quê luôn. À, rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Dạ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Rồi, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chứ. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi, biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có một cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em hả? Em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao là có chuẩn bị điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thoại gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. À cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua bên kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe là tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm. Đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. À, xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha.